Tiếp tục những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của ca sĩ Minh Thuận. Trong ngày hôm qua, nhiều thông tin từ bạn bè ca sĩ Minh Thuận cho biết là sức khỏe của anh đã ổn định và có tiến triển tốt. Tuy nhiên được biết hôm nay do sức khỏe không ổn định, nam ca sĩ đã được chuyển lại phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi và hạn chế người thăm bệnh. Sau một ngày hồi tỉnh, Minh Thuận đã không ổn định về sức khỏe nên hôm nay anh được đưa trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện người nhà của nam ca sĩ vẫn túc trực tại bệnh viện. Trưa nay mùng 7 tháng 9, ngay sau khi trở về từ Mỹ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thăm Minh Thuận. Nam ca sĩ chia sẻ anh phải xin lãnh đạo của bệnh viện để được phép vào tận giường gặp Minh Thuận. Anh kể Minh Thuận nhận ra anh và chảy nước mắt. Tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng không tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của bạn mình. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 9, sức khỏe của Minh Thuận có tiến triển tốt sau một tuần nhập viện vì bệnh phổi và tai biến. Bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ thông tin và kêu gọi cầu nguyện cho Minh Thuận vượt qua cơn bão bệnh. Một tổ chức từ thiện cũng đã thực hiện lễ cầu an cho nam ca sĩ.